các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Motobike Hunter Vlog của mình. Kết thúc một tháng 12 rất là tuyệt vời nha các bạn. Thì hôm nay một vị khách lại tiếp tục là vị khách này đặt cọc các bạn ơi. Đứng lại gần. Hồ Trang xuống nói một câu luôn. Rồi ok ok. Tính xin một tấm hình nhưng mà không chịu thì thôi. Chấp nhận thôi. Anh này thì anh cũng cọc xe cũng gần nửa tháng rồi các bạn, hơn nửa tháng rồi, cọc con màu đen đó. Thấy tính chữ ký chụp hình nhưng mà kêu là mùa Covid không cho thì thôi, nhục quá. Dạ rồi ok anh, thì hôm nay anh lấy con màu đen nha các bạn, con màu đen. Giá hiện tại thì là 69 triệu, 69 triệu là chưa có biển nha, là có đã có phí VAT rồi thì anh em có thể về tự rút biển luôn. Đó, hiện tại thì bên mình tiếp tục nhận cọc nhưng mà sẽ không nhận màu đen nha anh em. Theo như tin đừng mình được biết thì mình sẽ nhận cọc màu xanh GB. Đó, còn màu đen thì hết tháng 12 này mình sẽ không nhận nữa. Và những anh em nào đang có dự định mua màu đen để trên Tết này thì hẹn anh em năm sau đi ha. Còn tháng 1 là sẽ nhận cọc màu xanh GB. Và theo như mình được biết thì cuối tháng 1 là màu xanh GB sẽ về. Những anh em nào đang muốn lấy màu xanh GB thì hãy nhanh tay nhanh chân cọc đi nha. Trước tháng 1 lấy nhanh lấy sớm thì anh em sẽ có biển. Bởi vì xe này là xe nhập chính hãng và có hải quan rồi nha các bạn. Nhìn ổng cầm cái yên mà thấy thương ghê luôn trời. Rồi anh ơi, cầm yên về luôn đi, xe cứ để lại cho em. Rồi, xe để lại cho em nha. Rồi, cầm yên về đi, được rồi, có xe rồi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ cho mình nha. Bên mình thì các bạn có thể rút hồ sơ về tự làm biển luôn. Như là anh Hào Hào đó, anh ở Biên Hòa, Đồng Nai, anh tự rút hồ sơ về thì giá là 69 triệu. Anh về anh tự làm biển luôn. Còn bên mình nếu anh em muốn bên mình bao biển luôn thì cũng có luôn nha. Bên mình bao biển 63 tỉnh thành cho anh em luôn. Đó. Giá bao biển thì nếu anh em ở tỉnh thì rất là rẻ luôn. Bởi vì rất là nhiều anh em thì cũng không có thời gian. Thì mấy ảnh cũng chịu khó đi làm cày cuốc thôi, nhờ bên mình làm biển. Giá làm biển thì mình sẽ không công bố nha. Anh em muốn biết giá thì cứ liên hệ cho mình. Mà mình không dám báo giá làm biển. Mà chỉ báo giá là anh em tự làm biển là 69 thôi. Đó, màu đen. Hiện tại là hết tháng 12 này là hết nhận cọc màu đen rồi nha anh em. Chị nhận cọc màu xanh GB cho tháng 1 thôi. Tháng 1 chị nhận cọc màu xanh GB. Và cuối tháng 1 sẽ giao xe. Hiện tại thì dòng xe này rất là hiếm luôn nên em phải đặt cọc thì bên mình mới về xe nha. Thì hôm qua mới về thêm hai con màu đen nữa khách cọc rồi. Còn những khách nào mà không cọc quá thì hơi khó khăn một chút xíu. Bởi vì hiện tại xe rất là hiếm luôn, phải cọc thì bên mình mới lấy về. Xe này là xe chính hãng nha anh em, nhập nguyên chiếc từ Indonesia về. Xe này lắp ráp tại Indo luôn nha, lắp ráp tại Indo luôn. Việt Nam mình không có lắp ráp. Đó. Được bảo hành 3 năm hoặc 3.000 km. Khi để dưới đất thì anh em nó trông đã ngầu rồi, còn khi mà mình nâng bài nâng lên thì em nó còn cực ngầu nữa các bạn. Đó, lên với một độ cao nhất định. Thí dụ xe này mà không đi dưới đất mà bay trên trời thì như thế nào ta, không biết có hót hàng hay không. Xe này bay được không anh? Được luôn hả? Chắc là chỉ bay ngoài xa lộ thôi chứ nó không bay được. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Em hát nhẹ được không anh kỹ thuật? Nãy giờ đợi mấy anh kỹ thuật ráp xe để quay mà không thấy ai ráp hết nên thôi giờ quay tại cái thằng bán hàng này đi. Các bạn nhìn ông này có thấy quen không? Trần Trào đó, vlog Trần Trào đó. Anh em muốn biết gì về xe cũng như là có tìm hiểu gì về xe thì cứ liên hệ vlog Trần Trào nha. Còn mình thì mình chỉ cập nhật giá xe cho anh em thôi, mình không biết gì về xe hết á. Đây. Yamaha MT-15. Dòng này thì mình quay rất là nhiều rồi. Quay rất là nhiều luôn. Thì thấy anh em cũng coi rất là nhiều mà chưa thấy hỏi gì hết. Chắc không có gì để hỏi đúng không?
mình quay riết mình nói đi nói lại mình nhai miết mà bị chữ luôn á. Dòng này thì hiện tại là dòng xe nhập khẩu chính hãng, được lắp ráp từ Indo nha các bạn. Xe này thì không có lắp ráp tại Việt Nam nha, lắp ráp tại Indo, và Yamaha Việt Nam mình nhập về để bán cho anh em chơi đó. Xe chính hãng, bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, cái nào đến trước thì áp dụng trước. Đó. Anh em để ý kỹ thì trên cà vẹt của anh em không phải là MT15 mà trên cà vẹt của nó là MTN155. Đó. Công ty xe nhập khẩu. Xe này có bảo hành không anh? Anh ơi, xe này có bảo hành không anh? Anh. Rồi anh này anh không biết có bảo hành hay không luôn. Xe này thì bảo hành cho các bạn 3 năm nha, trên toàn hệ thống Yamaha toàn quốc luôn. Các bạn đi gặp trục trặc gì thì các bạn cứ quẹo vô Yamaha kêu nhờ mấy anh kỹ thuật, mấy anh kiểm tra cho các bạn, không nhất thiết phải xuống mình nha, không nhất thiết phải xuống mình. Bởi vì dòng xe này là dòng xe Yamaha Việt Nam mình nhập mà, nên sẽ bảo hành cho các bạn trên toàn hệ thống Yamaha toàn quốc luôn, các bạn vô đâu cũng được hết. Anh em ơi, mua xe chơi Tết thôi nào, nhanh lên, chỉ còn một tháng mấy nữa là đến Tết rồi. Anh em mua xe lẻ còn có thời gian mà làm biển, còn có biển số để đi chơi Tết. Con này thì nếu anh em hộ khẩu ở tỉnh thì chắc khoảng một tháng đổ lại là có biển thôi, còn hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì khoảng 15 đến 20 ngày thôi. Rất là nhanh luôn, bởi vì nó đã có hải quan rồi nha. Có hải quan rồi nên làm hộ khẩu, làm biển số rất là nhanh luôn. Còn anh em tự về làm biển số thì em không biết là bao lâu. Thì khi anh em lên đây về mua xe về tự làm biển số thì bên em sẽ xuất hóa đơn VAT cũng như là hải quan gửi về cho anh em trong vòng một tuần nha. Thì lúc đó anh em sẽ nhận được và anh em tự đi làm biển số thôi. Bên em ngoài bán xe thì còn có thêm dịch vụ lắp ráp thêm phụ kiện đi kèm theo xe. Thì có che các nước nè, hạ phục. Dòng Yamaha thì anh em biết rồi, Yamaha R15, MT15 cũng như là XSR155 đều có cùng một cái bát hạ phục. Đây, cái bát hạ phục này đây sẽ hạ được từ 3 đến 5 phân cho anh em nha. Bên cạnh đó... Sao anh? Dòng này thì anh em cao 1m65 là có thể chống chân ok rồi nha. Còn thoải mái thì phải 1m7. Sao anh? Anh 1m65 phải không ạ? Đúng rồi đây các bạn ơi, 1m65. Test thử cho anh em luôn, rất là nhiệt tình. Thì bên mình có thể hạ xuống được từ 3 đến 5 phân luôn nha. Đó. Anh này anh đi giày thì chống bằng cái mu giày. Nói chung là anh em đi xe nhập khẩu thì mình xe mô tô nhập khẩu thì mình nên đi giày nha. Mình đi giày thì giúp mình chống chân á, nó ăn gian được một miếng. Đó. Đây là phần cốp xe. Thì phần cốp xe theo như mình tìm hiểu thì mấy anh kỹ thuật, mấy anh kêu là đây là cái chỗ xả hơi nè. Nên anh em mua về đừng có để cái gì ở trước đây nha. Không được, không nên nha. Bởi vì nó sẽ phả hơi ra, mà anh em che đi mất rồi là sẽ hư luôn á. Xe không nổ máy. Xe không nổ máy hả, chứ không phải hư hả? Đó nhớ nha, đừng có che cái gì vô đây là anh xe nó sẽ không nổ máy được. Bịt lỗ mũi em thở bằng lỗ đít. cười. Ok thì bây giờ xe sẽ gắn bình. Đó, gắn bình vô rồi test nổ máy thử. Nhanh lên ơi. Yên xe đây các bạn. Thì các bạn coi clip trước của mình, các bạn thấy thì yên xe thì mình sẽ mở ở đây nè. Ở dưới đây đó, ngay chỗ này nè, các bạn lấy cái chìa khóa các bạn mở yên xe lên. Còn khi mà các bạn đóng nó vô á thì mình đẩy từ dưới đít mình đẩy lên. Đó, giống như mình ấy á, mình cũng phải đẩy từ dưới mình đẩy lên. Mình đẩy trên xuống được không anh? Không. Các bạn có thắc mắc gì về dòng xe MT15 thì cứ liên hệ cho mình hoặc comment cho mình ở dưới nha. Còn muốn biết giá thì cũng comment cho mình luôn, mình sẽ để số alo ở dưới. Xe này thì nãy giờ còn gì thắc mắc nữa không ta? Xin thông báo lại cho anh em là hết tháng 12 là mình hết nhận cọc màu đen nha. Chỉ nhận cọc màu xanh GB cho tháng 1 năm 2021 thôi. Và cuối tháng 1 sẽ giao xe cho anh em. Đó. Bởi vậy anh em tranh thủ mình đặt cọc sớm thì mình sẽ có biển số sớm để chơi Tết. Còn chậm quá thì thôi. Anh em thấy thì nguyên tháng 12 này mình toàn quay dòng màu đen đúng không? Bởi vì tháng 12 là nhập về màu đen không à. Màu đen nhập về và giao cho khách màu đen không.
Còn qua tháng 1 thì sẽ nhập màu xanh và giao màu xanh. Còn qua tháng 2 năm 2021 thì em không biết nha, em không hứa trước được điều gì. Qua tháng 2 nhập 3 màu. Màu gì anh? Em không, em nghĩ là 7 màu lận anh. 7 sắc cầu vồng á. Anh mơ quá. Ok, thì các bạn mua xe MT15 thì sẽ có một cặp kính đi theo kèm theo nha. Đó, cặp kính bọc khá là kính luôn. Cặp kính này được nhập từ Indo về hay kính Việt Nam anh? Kính nhập luôn hả? Xe nhập kính nhập luôn. Kính này là kính nhập từ Indo về nha anh em, nhập theo xe luôn. Nên anh em đừng có hỏi mình là có phải kính Việt Nam hay không nha. Ủa kính này lắp ráp ở đâu anh? Ok các bạn, xe ráp ở Indo, kính ráp ở Indo, sản xuất ở Indo luôn nha. Tất cả là đều nhập từ Indo về nguyên một phiên bản luôn. Ủa vậy hả? Còn xe nhập khẩu chính hãng là gỡ bát ra rồi đúng không? Ok, sau khi em nó ở chuồng đó, gỡ yên ra rồi thì nhìn thân hình nó thì cũng vẫn là quyến rũ nha. Ui, mông má đồ cái kiểu với người rất là đẹp. Bên mình thì sẽ tặng kèm các bạn 1 lít xăng đó, một cái nón bảo hiểm 3/4 đầu, một bảo hiểm xe máy, một bảo hiểm cứu hộ. Đăng ký biển mới tặng hả? Còn tự làm là không có đăng, không có tặng đúng không? Ok, nếu mà các bạn tự làm biển số thì sẽ không có tặng bảo hiểm xe máy và bảo hiểm cứu hộ nha. Chỉ tặng nón bảo hiểm với áo mưa thôi. Hôm nay em biết thêm được một phần nữa. Man kỹ thuật đây rất là vui tính, dễ thương, Bambi cu to. Ok, thì đây là phần quà của khách các bạn. Đó, nguyên một tông xe tông luôn, rất là đẹp. Anh ơi, xe xanh nè, mời bên quân đội dắt bạn. Về rửa xe nha, alo em nha. Đây là một vị khách rất là dễ thương các bạn, theo dõi, âm thầm theo dõi mình được cái kiểu cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay mới chịu xuất cung. Con này là khách cọc nha các bạn. Khách cọc. Còn đi có trục trặc thì em bảo dưỡng. Đây, để coi một vị khách chưa biết chạy xe con tay, chạy xe như thế nào đây. Ok không anh? Dạ rồi, cảm ơn anh. Nhớ về đăng ký, đăng ký kênh chưa? Rồi, theo dõi Trì Nguyên luôn. Ok, cảm ơn anh, tạm biệt nha. Cảm ơn anh và tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Còn nếu các bạn muốn mua xe trả góp thì cứ đến với siêu thị xe máy Minh Long, quận 12. Cặp Hoàng HD. Còn muốn tham khảo xe để đến với siêu thị xe máy Minh Long, Yamaha Minh Long luôn nha các bạn. Địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Ok, cảm ơn và tạm biệt các bạn.